Bây giờ shop mình bắt đầu tháo cái bộ chụp bô này các bạn. Tháo rồi sẽ mở ra nha. Sẽ giới thiệu từng món từng món. Trong bộ này thì có giá nhất là cái bộ chụp bô nha. Tiếp theo là cái bộ làm lạnh. Bộ làm lạnh rất là xịn. Bộ làm lạnh, bộ lọc. Và tiếp theo thì một số cái ống, cái co. Các bạn thấy nó niêm phong hết các bạn. Niêm phong. Dây chì niêm phong. Này tháo cũng cực lắm à. Dây chì niêm phong hết. Hôm qua có kiếm cái kềm. Có cái kềm ổ quạ. Đó mục tiêu rồi.